Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế 35 và ký kết quy chế phối hợp hợp công tác. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đánh giá, qua 4 năm triển khai thực hiện quy chế số 35 về phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, 4 cơ quan đã rất chủ động triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu phối hợp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai, 4 cơ quan thống nhất bổ sung điều chỉnh lại quy chế phối hợp cho phù hợp với quy định mới hiện nay khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội. Theo đó, 4 cơ quan thống nhất ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong đó tập trung các lĩnh vực hoạt động liên quan cần sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của 4 cơ quan. Cụ thể, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, công tác giám sát và phản biện xã hội, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông qua đó, nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết tốt các nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra.